Những người đàn ông không khuất phục. Vua Nebuchadnezzar cho đúc một pho tượng bằng vàng lớn, tất cả đều bằng vàng ròng từ đầu cho đến chân. Có lẽ là nhà vua đã quên mất giấc chiêm bao Chúa dự báo trước cho ông rằng vương quốc thịnh vượng của ông sẽ không kéo dài vĩnh viễn. Có lẽ vua nghĩ rằng nếu ông cho đúc một pho tượng hoàn toàn bằng vàng thì những lời Chúa phán trong giấc chiêm bao ấy sẽ không thành sự thật. Một trong những đầy tớ của nhà vua truyền lệnh cho tất cả dân chúng rằng các ngươi phải sắp mình xuống thờ lại pho tượng vàng đức vua đã truyền dựng lên. Nếu ai không sắp mình xuống thờ lại pho tượng sẽ bị quăng vào giữa lò lửa cháy phùng phực. Tất cả mọi người đều tuân theo lệnh vua ngoại trừ ba người đàn ông. Những người đàn ông này là người Hebrew, tên của họ là Shadrach, Meshach và Abednego, bạn của Daniel. Dường như lúc này Daniel không ở cùng họ, nhưng nếu ông có mặt ở đó, ông chắc chắn cũng sẽ từ chối thờ lại một hình tượng do con người tạo ra. Các nhà thông thái của vua ghen tị với Daniel và những người bạn ông bởi vì họ được lòng vua. Do đó, chúng tâu rằng, thưa bệ hạ, có ba người mà bệ hạ phong làm quản lý nha hành của tỉnh Babylon là Shadrach, Meshach và Abednego đã phạm tội khi quân. Chúng không thờ các thần của bệ hạ, cũng không quỳ lại tượng vàng bệ hạ cho dựng. Vua Nebuchadnezzar nổi cơn thịnh nộ. Vua cảnh báo họ, nếu các ngươi không quỳ lại pho tượng, các ngươi sẽ bị quăng ngay vào lò lửa đang cháy phừng phừng. Thế thì, thằng nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Nhà vua đã vấp phải một sai lầm nghiêm trọng. Ông đang thách thức một Đức Chúa Trời hằng sống. Ba người đàn ông Hebrew đều hiểu rằng quỳ lại hình tượng là chống lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ vẫn đứng yên vì họ tin vào Chúa nên không tỏ ra e sợ trước mặt nhà vua. Ba người đàn ông dũng cảm này đã có trả lời nhà vua. Họ tâu rằng, Đức Chúa Trời mà chúng tôi đang phục vụ sẽ giải cứu chúng tôi khỏi ngọn lửa cháy phừng phừng kia. Nhưng nếu Ngài không giải cứu chúng tôi, xin bệ hạ biết chắc rằng chúng tôi vẫn một mực không thờ các thần của bệ hạ, cũng không quỳ lạy pho tượng mà vàng mà bệ hạ đã cho dựng nên. Vua Nebuchadnezzar giận dữ, vua ra lệnh cho quân lính đốt lò lửa nóng hơn bình thường gấp 7 lần. Ba người đàn ông ấy vẫn không quỳ xuống. Vua ra lệnh cho các binh sĩ mạnh nhất chói chặt Shadrach, Meshach, Abednego và ném họ vào lò lửa đang cháy phừng phừng. Lò lửa nóng đến nỗi những người khiêng Shadrach, Meshach và Abednego ném vào lò đều bị thiêu chết. Vua quan sát họ từ một khoảng cách khá an toàn. Chính ông nhìn thấy ba người đàn ông bị quăng vào lò lửa đang cháy phừng phừng. Nhưng nó không phải là tất cả những gì vua thấy. Vua Nebuchadnezzar kinh ngạc. Ông hỏi các quần thần, có phải chúng ta quăng ba người bị trói vào lò lửa hay không? Quần thần thưa, muôn tâu bệ hạ đúng như vậy. Vua bảo, nhìn kìa, ta thấy bốn người không bị trói đi lại giữa lò lửa, không ai bị cháy cả, và hình dáng người thứ tư giống hệt như con trai của Đức Chúa Trời. Tiến đến gần cửa lò đang cháy phừng phừng, vua thét lớn, Shadrach, Meshach, Abednego, các đầy tớ của Đức Chúa Trời tối cao, hãy ra đây! Shadrach, Meshach, Abednego bước ra khỏi lò lửa đang cháy bừng bừng. Mọi người xúm lại xung quanh và kiểm tra ba người đàn ông Hebrew ấy. Họ nhận thấy lửa không có quyền gì trên cơ thể của ba người đàn ông này. Tóc không bị cháy xém, quần áo không bị nát, quần áo cũng không nám, ngay cả mùi khói cũng không dính trên người họ. Khi nhận biết điều gì đã xảy ra, vua Nebuchadnezzar đã làm một việc rất sáng suốt. Ông ta cầu nguyện và nói, ngợi khen Đức Chúa Trời của Shadrach, Meshach và Abednego, đấng đã sai thiên sứ Ngài giải cứu đầy tớ Ngài là những người tin cậy Ngài. Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng. Thi Thiên 119, câu 130.